Dạ, em Châu xin kính chào anh chị và cô chú bác. Bữa nay em có lên sóng một chiếc xe. Xe này là xe 67. 67 dọn ốp lên CD50. Xe này là xe SX50 ha, 67 SX50 ha. Giấy tờ hợp lệ, ngay chủ luôn, chính chủ, biển số Tây Ninh, biển số 70AA05756. Xe này là máy đang nổ máy ha. Em sẽ đi một vòng cho anh chị cô chú bác xem. Đó, xe đang nổ máy. Xe này em mới lấy về luôn, chưa kịp mà rửa giá chùi rửa gì hết, lên con nguyên con CD luôn, cô dắt máy móc thêm cực kỳ. Đó, xe đang nổ máy ha. Em lại em rửa máy cái ô, cái cặp bao tay gỗ, bao tay bằng gỗ. Quá bốc, quá im. Im luôn. Rồi em tắt máy cái hen, rồi em nổ máy cái, rồi em đi vòng vòng cho anh chị cô bác xem. Đập cái nổ à, nhẹ lắm. Đó. Rồi em xin máy im cực kỳ nhé. Lắm. Rồi em hơi sẵn em mở dàn kèn xin nha luôn. Kèn. Kèn hồi nãy bất kêu, giờ hết kêu rồi. Kỳ vậy. Nhà nãy nổ, xe nhà nãy lên, giờ hết lên luôn à. Không phải lạ lạ. Rồi, để em kiểm tra lại. Rồi em tắt máy đi ha. Rồi, bắt đầu em vô từ phần đầu tới đuôi đi ha. Rồi, ở trên là cầm. Cầm này không biết, em nói chung với em không biết cái hàng rin hay là hàng xe không biết. Đây, cầm mới xanh nha, không có mới xanh mà bằng nhôm nha. Tay nhôm liền lạc ha. Cầm phải, cầm trái, có cặp bao tay đặc biệt, bao tay bằng gỗ. Cái này ngày mai em cho vệ sinh chùi rửa là ha, nó dơ ha. À, chữ Honda anh chị cho bác ơi, cái tay chữ Honda. Mang cho rửa vệ sinh lại không ra. Bình xăng của CD. Đặc biệt cái gáo đèn. Gáo đèn này của chiếc MD. Gáo đèn MD ha. Gáo đèn đồng hồ xịn của MD Campuchia nè. MD chở đồ á. Rất là ok. Chiều nhà này lô. Nhanh này nó hơi dày hơn, cho lô luôn đi. Sẵn để xi nhan sau luôn. Mấy cái tay này cắt lô. Ba ga này dày cui xịn. Yên CD. Cái buộc bô dắt của 72. Cái bô này ngày mai em cho chùi rửa sạch sẽ, lỡ là bóng mà là mới cước. Em bao cái bô này bóng mới cước 95%. Cái bô này là giải quyết xong một vấn đề ha. Vấn đề thứ hai là cái máy xong rồi. Đặc biệt xe này là đầu lòng quay anh pha. Xe này là nguyên cục máy 67. Nguyên cục máy 67 rin ha. Còn mà rin là dạng vỏ lòng, rin là rin đó, chứ là máy này chắc làm rồi. Đầu lòng quay anh pha. Anh chị cũng bác nhìn nè. 67 mà gác đầu lòng quay anh pha nhập vô nữa là chạy không khỏi nói đi. Bốc dữ dằn lắm. Đây nè. Đầu lòng quen pha anh chị đi chú bác. Để em kéo cái xe qua. Đầu lòng quen pha mà quen pha lúc trắng lúc đen hồi xưa đó ha. Nè HVN nè. Cái lòng HVN nè, 97 nè, KFC nè. Cái lòng này là cái lòng quen pha. Cái lòng quen pha ha. Cái đầu HVN luôn. Cái đầu HVN nãy em quay rồi, HVN.
Bình Sơn thì đẹp cực kỳ ha. Phuộc 67, cái phuộc của 67 ha. Ngày mai là mấy ông phuộc này là đang thui hết, đẹp ha, không có sắc khét vậy. Đầm 67 vẫn còn ha, đầm 67 vẫn còn, thì xe từ xưa giờ chắc câm niền chắc hai rồi, mình không nói đi. Đầm riêng còn ha, đầu lòng quanh pha. Còn cái cổ bình xăng này không biết có riêng hay không, thôi cho là nói chung cổ bình xăng mình cho qua đi. Máy móc im bình đề, máy móc im sạch sẽ, đặc biệt cục này không biết bằng vàng không nữa không. Cục đầu 67 nha, bằng đồng á, sáng giới mai em rửa ra mất cước luôn. Nguyên cục máy 67 đây nè, nguyên cái nắp lóc riêng của 67 nè, mắt in da băng nè, phuộc sau nè, phuộc sau 67 nha. Xe này trong giấy màu đỏ bạc đen hay gì đó, xe này đúng màu ha, đúng màu đúng giấy, xe này đúng màu đúng giấy, cho nên lên 72 rất là ok ha. Xe này là xe lên 72 dạng 72 ở đất 50. Xe nhan đèn sắt em không biết tả giờ, không biết quay tả sao, tại mấy xe này em yếu nghề lắm, em không có rành mấy xe này. Nè, cái đầm 67 nè, vẫn còn nè. Đầm 67 nè. Cái giò đạp 67 có, nhưng mà tại gắt cái bô vô cho nên chế cái quốc cái giò đạp tay ga vô ha. Rất là điều nghệ ha. Đây nè anh chị cho chú bác. Bình xăng 67 lít gài nè. Cái đầu cắt bên rồi. Đặc biệt cái này là anh em chú bác nè. Xe 6772 này. Xe này là em chưa có vệ sinh, chưa sửa rửa. Ngày mai em sẽ rửa lên nó sẽ đẹp hơn một chút nữa. À, xe này là nguyên cục máy đầu lòng quen pha ha. Máy 67 nhật cho nên xe này là chạy là vô kể luôn. Em cực kỳ ngon lành luôn. Quan trọng tới nơi là giấy tờ. À, giấy tờ này hợp lệ ha. Giấy tờ xe này hợp lệ. Đầu máy sườn SS50 ha. Ghê không? À, đây nè, thấy rõ không? Bóng điện vẫn còn ha. Bóng điện ở trên cái sườn ha. SS50 nè, 111 máy nè. Cái số máy cũng SS50 luôn ha. Em nói chung không biết sao bây giờ tả sao nó thật. Cái sườn bấm điện bên đây cũng còn nè. Mà bấm điện bên đây nè anh chị quá. Góc bên đây nè. Giờ mình tả sao ta? Chỉ nổ máy dậm lên nữa coi nó có im mấy không thôi, chứ giờ em không biết tả sao luôn. Chưa bật công tắc. Vậy đó, 67 đầu lòng quen pha, máy móc thì cực kỳ, đồng hồ đèn rồi các thứ đầy đủ ngon lành, máy móc ngon lắm, máy gần tì nổ phập phập vậy. Em thì còn một số quay xe trong nhà nè anh chị các bác, quay anh pha đen 10 triệu nè, quay A 10 triệu nè, Future Nail 24 triệu nè. Quay 110 này em bán cho anh Ngô Hùng rồi, mới nãy không biết nghe em đẩy ra cho tôi quay mà chưa đẩy vô, chưa đẩy. 22 triệu. Xe này quay Alpha lốc lốc trắng sơn đen 16 triệu còn nè. Quay Alpha lốc đen màu bạc 20 triệu nè, đầu lòng máy móc riêng còn nè. Quay màu đỏ, quay lốc trắng dọn phun mới còn nè. Quay Thái Anh Tâm này chưa bán được nè. Xe rim này 10 triệu nè. Trong nhà cũng còn mớ xe nên chị cho chú bác. Và bữa nay đặc biệt em chỉ quay một cái xe 67 thôi. Số điện thoại của em là 0974499005. Số điện thoại em có Zalo luôn ha. Nhà em là gần Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Em xin nhắc lại, nhà em gần Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
Số điện thoại của em là 0974499005. Số điện thoại em có Zalo luôn ha. Anh em thích xong 7 này cứ Zalo em ha. Từ nãy em quên nói giá nữa. Trời ơi. Xe này em bán giá 11 triệu. 11 triệu giấy tờ hợp lệ em. Em bán giá 11 triệu ha. Anh chị quý bác thích thì cứ Zalo em ha. Em chào, hẹn gặp lại video kế tiếp.